Trọng Yên kính chào lại tất cả các quý vị mến thương trong diễn đàn. Chương trình và chủ đề của ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nói về những bản tin của quốc tế lặt vặt đó đây khắp nơi trên thế giới. Cũng giống như thường lệ thì chúng ta sẽ nói về cái vấn đề tình hình chiến sự ở tại Ukraine trước, những bản tin mới nhất bổ sung để cho Nguyên có thể chia sẻ với các quý vị. Hiện bây giờ cái bản tin mà đang trở thành cái tâm điểm mà Nguyên đang lo hồi nãy giờ đó là Tổng thống Zelensky. Ông ta đến những cái nơi tuyền chiến, ở những nơi giao tranh khốc liệt nhất hiện bây giờ. Hiện bây giờ một nguồn tin ở tại Ukraine cho biết Tổng thống Putin thì ông ta đang đi tham quan bốn nơi ly khai: Kherson, Zaporizhia, Lugansk và những cái nơi tiếp tục. Thì bốn nơi ông ta ly khai thì Tổng thống Zelensky ông ta làm cũng tương tự như vậy. Nhưng ngược lại Tổng thống Zelensky ông ta đi sâu vào trong cuộc chiến. Thì không biết tại sao phải cần mạo hiểm như thế. Vì các cô chú anh chị em cũng biết là Tổng thống Zelensky là một cái biểu tượng anh hùng, là một cái niềm tin mà hàng triệu người dân Ukraine đang có thể nói là trông cậy về cái sự lãnh đạo anh minh để lấy lại những lãnh thổ mà do Nga đang chiếm đóng. Thì trong cái giai đoạn mà đặc biệt là cái sườn ở miền Tây, là cái sườn mà đang miền Đông xin lỗi, đang là cái sườn nguy hiểm, thì hiện bây giờ thì không biết lý do nào đó, phía bên Ukraine mới vừa công bố là Tổng thống Zelensky đã có cái chuyến đi đặc biệt đi ở nơi giao tranh ở phiền miền Đông để đưa ra những cái quyết định nào đó mà chúng ta chưa biết rõ. Khi lúc đó chúng ta đều biết là cái mặt trận ở Bakhmut là cái mặt trận vô cùng nguy hiểm. Tới mức độ mà các quý vị ở Bakhmut đó, người ta thống kê đó, một binh sĩ ở tại mặt trận ở Bakhmut sinh tồn chỉ có 4 tiếng đồng hồ trung bình. Thì các cô chú anh em cứ hình dung, sinh tồn chỉ có 4 tiếng đồng hồ trung bình một binh sĩ, thì các quý vị hình dung có bao nhiêu người tử vong trong ngày. Thống kê trung bình một binh sĩ, bao nhiêu binh sĩ ở đó thì có khoảng 4 tiếng đồng hồ. Thì cái điều đó mà cái mặt trận nó đang khốc liệt, không biết lý do nào mà Tổng thống Zelensky ông ta phải cần thiết phải mạo hiểm như thế. Có phải là một cái thông điệp cũng giống như là tôi dấn thân vào trong cuộc chiến và thúc đẩy cái sự phản công, hay có một sự quyết định nào đó khi lúc đó Putin đã đến Ukraine? Đó là một cái bản tin mà Nguyên đang rất là thấy nó có một cái xu hướng nào đó khá là nguy hiểm các quý vị. Mà Nguyên rất là ngạc nhiên khi báo chí nó thống kê là một binh sĩ ở tại đang bây giờ nha. Phải dùng cái câu chính xác là bây giờ. Bây giờ tại Bakhmut, một binh sĩ sinh mạng kéo dài chỉ có 4 tiếng. Thì cái điều đó là một cái điều mà Nguyên rất là ngạc nhiên, chứ không phải là báo chí nó thống kê, nó bảo là hiện bây giờ đó là 4 tiếng là thôi. Có nghĩa là một binh sĩ bỏ vào trong cuộc chiến trung bình là sinh tồn được 4 tiếng là bắt đầu là đã bị bom đạn tấn công. Thì tình hình Bakhmut nó vẫn như vậy, hai bên giao tranh đang khốc liệt, là một cái nơi máy xây thịt. Và hiện bây giờ nó vẫn chưa có giải quyết, hai bên vẫn chưa có ngã ngũ. Tất nhiên là lực lượng Wagner đã chiếm ưu thế trên chiến trường, nhưng mà Ukraine vẫn chưa lùi binh, nên là Bakhmut vẫn là cái nơi khốc liệt nhất hiện bây giờ. Đó là bản tin mà chúng ta thấy nguy hiểm cho Tổng thống Zelensky. Nguyên mong là không có cái chuyện gì xảy ra, vì Nguyên không biết lý do. Chắc vì hỏi Nguyên là tại sao đi bây giờ thì Nguyên cũng không biết. Có thể là bởi vì do cái sự hiện diện của Tổng thống Putin ở tại Ukraine, nó là dẫn đến cái sự quyết định của Tổng thống Zelensky. Mình cũng không biết rõ các quý vị à. Nhưng mà đây là cái khá là nguy hiểm. Đó là bản tin liên quan đến sự việc mà hai ông Tổng thống đều đi đến những cái nơi nguy hiểm trên chiến trường. Và một bản tin nữa đó là tại trong đất nước Nga. Đó là Nga đã triệu hồi lãnh sự quán của Mỹ, của Canada và của Anh Quốc lên để mà nói chuyện. Đây là một cái sự việc cũng khá là đang nổi bật, đặc biệt là lãnh sự quán của Mỹ, Canada và Anh Quốc đã lên án rất là nặng nề với cái tình trạng là bắt người bất hợp pháp, công dân của họ. Đặc biệt là anh báo chí, một nhà báo đã bị bắt và đã xử tòa của ngày hôm nay. Nên là cái lý do mà họ có những cái lên án lớn, giọng điệu mạnh mẽ nhắm vào chính phủ của Nga, nên là chính phủ của Nga đã triệu hồi 3 lãnh sự quán để mà khiển trách. Thì tình hình thấy ngoại giao bây giờ nó đi ở trong một cái giai đoạn khá là bế tắc.
trong cái bối cảnh là ngoại giao bây giờ nó đang ở trong cái giai đoạn Nguyên thấy là càng ngày đấy ha, là giữa tìm một biện pháp hòa bình nói chuyện nó không có xong. Nên là ba lãnh sự quán này đã bị kêu lên, và có thể nếu mà không có những cái hành động im lặng sẽ dẫn đến cái sự việc là trục xuất lãnh sự quán ra khỏi đất nước. Khi các quý vị biết là lãnh sự quán khi bị trục xuất có nghĩa là cái ngoại giao nó hoàn toàn bế tắc, và cái điều này nó không có lợi cho cái cuộc đàm phán trong thời gian sắp tới. Đó là bản tin liên quan đến vấn đề mà ông Nga ổng triệu hồi ba lãnh sự quán lên để mà ổng khiển trách. Và nói về vấn đề đàm phán thì ông Dmitry Peskov là nhà phát ngôn viên của Điện Kremlin đã công bố. Ông ta nói rằng là tôi gần đây là nghe giữa chính phủ Pháp và chính phủ của Trung Quốc đang làm việc để vấn đề đàm phán trước mùa hè. Cho tôi gửi thông điệp rằng là chúng tôi sẵn sàng đàm phán, nhưng phải đặt lợi ích của Nga lên hàng đầu. Anh đù, cha này chả khôn ghê các cái vậy. Chả khôn ghê các cô chú và anh chị em. Chả đi cướp đất của người ta. Và cha nói bây giờ tôi nghe là cái phanh phui, cái bản tin là phanh phui, là ông Pháp đã gửi chuyên gia đang làm việc với Trung Quốc về vấn đề đàm phán hòa bình, và sẽ có thể mở ra những cái sáng kiến mới và để có thể đưa ra được cái đàm phán hòa bình trước mùa hè. Chúng tôi sẵn sàng nghe những ý kiến, nhưng mà sẵn sàng đàm phán hết, nhưng phải đặt lợi ích của Nga lên hàng đầu. Vậy thì còn cái gì mà đàm phán? Cái này thì cái này là đi lời phát biểu của ông ngày hôm nay, là cái lời phát biểu của phát ngôn viên của Điện Kremlin là ông Dmitry Peskov. Thì Nguyên không biết, thì đây là cái bản tin nó được loan tả ra do phát biểu của Nga và của Việt Nam mà có nhiều quốc gia Trung Quốc nó cứ chia sẻ. Ở tại Pháp thì Nguyên chưa có nhận cái bản tin nào là Pháp đã gửi một cái phái đoàn đặc biệt để làm việc với Trung Quốc hết. Nguyên chưa có nhận bản tin ở tại Pháp. Nguyên thử đi kiếm nhưng không thấy. Bản tin là Pháp có gửi một phái đoàn đặc nhiệm làm việc chung với Trung Quốc để làm sao tìm một biện pháp sáng kiến mới để mà tạo ra cái cuộc đàm thoại giữa Ukraine và Nga trước mùa hè. Thì cái điều này nó lạ kỳ lắm ta, bởi vì mùa hè Ukraine người ta công bố là phản công, mùa xuân người ta đã kêu là chậm trễ rồi, bây người ta chuyển sang phản công, bây giờ chưa có phản công thì mấy ông kêu nói là đàm phán. Thì cái điều này Nguyên cảm giác là, đối với Nguyên nha, đây là cái âm mưu của Nga đang muốn ngăn chặn sự tấn công của Ukraine. Nguyên thấy đang thấy có cái xu hướng là họ đang không muốn Ukraine phản công mà muốn Ukraine đàm phán trước khi phản công, để họ cáo buộc Ukraine là cái quốc gia không muốn hòa bình. Cái chiêu này ghê lắm. Cái chiêu này Nguyên thấy là do ông Prigozhin chùm Wagner vẽ ra cho Putin. Và bây giờ Nguyên thấy rõ luôn là họ muốn ngăn chặn sự phản công của Ukraine bằng cách là họ nói bây giờ đàm phán, bây giờ chúng ta đàm phán đi. Từ đây trước mùa hè chúng ta đàm phán. Mà nếu mà đàm phán không xong mà Ukraine tấn công, nó tại Ukraine, tại là lỗi của Ukraine, Ukraine nó cũng muốn hòa bình. Mục đích là như vậy. Thì cái điều này nó xu hướng tới ngày hôm nay thì Nguyên thấy rõ được là bắt đầu có cái xu hướng là tìm đủ thứ biện pháp để ngăn chặn sự phản công của Ukraine. Hiện bây giờ vẫn chưa thấy dấu hiệu Ukraine phản công. Ngày hôm qua thì Tổng thống Zelensky có kêu gọi viện trợ thêm về vấn đề đạn dược và vũ khí khẩn cấp. Tổng thống Zelensky nói rằng là cái sự chậm trễ viện trợ vũ khí là sẽ đổi lấy sinh mạng của binh sĩ mỗi ngày. Ngoài cái sự việc lên án của Tổng thống Zelensky thì phía bên Đức đã kêu gọi thị sĩ hãy dễ dàng thông qua những đạo luật để mà cung cấp vũ khí cho Ukraine. Vì trong những cái số vũ khí của Đức nó có liên quan đến thụy sĩ, mà ông thụy sĩ ổng không muốn có liên quan trong cuộc chiến tranh này, nên là ổng làm khó dễ nước Đức và nhiều quốc gia khác. Nên là chính phủ của Đức đã kêu gọi thụy sĩ hãy mở rộng vòng tay và mở ra những cái sự việc khó khăn để có thể dễ dàng cung cấp vũ khí cho Ukraine. Đây là bản tin Ukraine ngày hôm nay mà Nguyên muốn chia sẻ cùng các quý vị. Và bây giờ chúng ta đi qua bản tin của Hoa Kỳ mà bà con, cô bác, anh chị em Hoa Kỳ mến thương, bận tâm.
Bản tin của Hoa Kỳ có thể nói là bản tin sôi động nhất của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Đó là cái bản tin liên quan đến ở tại New York. Là một cái đường dây phanh phui. Phía bên cảnh sát của Mỹ đã bắt một cái đường dây cảnh sát Trung Quốc ở tại đất nước Mỹ. Đây không phải là cái gì mới lạ hết. Các quý vị cũng biết là Trung Quốc hay là nhiều quốc gia khác họ hay gửi gián điệp và tình báo vào nhiều quốc gia trên thế giới. Và trong cái đường dây tình báo của họ thì nó có cái đường dây là gián điệp. Và nó có hai loại gián điệp. Loại gián điệp thứ nhất là xâm nhập vào trong chính phủ. Đi vào trong chính phủ của Hoa Kỳ. Đi từ những chức vụ nhỏ giống như là thị trưởng. Rồi những người dân biểu ở địa phương. Rồi đi sâu vào trong những người làm trong những văn phòng cũng giống như làm những cái chức vụ là thống đốc vân 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 vân. Họ đi sâu vào từ tỉnh thành nhỏ, từ ngôi làng nhỏ. Đó là cách xâm nhập tình báo. Và có một cái sự việc tình báo thứ hai, đó là gián điệp để kiểm soát người Trung Quốc ở tại Mỹ. Có nghĩa là người gốc người Trung Quốc ở tại Mỹ để kiểm duyệt. Nên là cái đường dây ở tại New York đã bị bắt, hai thủ phạm đã bị bắt. Thì cái này nó không mới, cái này nó quá cũ, cái này đã xảy ra rất là nhiều lần ở tại Cali, ở tại nhiều nhiều nơi, ở tại Boston, có nhiều lắm. Nó không phải là cái chuyện gì mới cả các vị nha. Cái này nó không phải là cái gì mới ở tại Hoa Kỳ, và Hoa Kỳ đã cáo buộc rất là nhiều lần. Có nghĩa là có những công an đặc biệt ở tại Trung Quốc được gửi đến Hoa Kỳ để đi điều tra người Trung Quốc, để đe dọa người Trung Quốc. Nếu người Trung Quốc nào mà lên án, lên tiếng vấn đề nhân quyền thì họ điều tra lý lịch, ông này tên gì, ổng gia đình, ổng bên bên Tàu là ở đâu, bắt đầu đe dọa họ. Đe dọa họ không được thì đe dọa người gia đình của họ ở tại Trung Quốc. Thì cái hành vi này là cái hành vi phạm pháp, nên là cái đường dây mới được phanh phui mà Mỹ được bữa nay thì báo chí New York họ đưa. Thì ngay lập tức ở bên Trung Quốc họ phản ánh liền. Họ cho là cái hành vi này là không có sự thật. Tất cả những cái gì mà báo chí của Hoa Kỳ đưa lên đều là những cái lời cáo buộc vô căn cứ. Để mà bịa đặt, đặt tội. Chứ cái điều đó không có. Trung Quốc không bao giờ gửi công an của mình qua bên Hoa Kỳ để kiểm soát người Trung Quốc hết. Chuyện đó đều là bịa đặt không có. Nhưng nguyên đó là có, cả Việt Nam cũng làm như vậy. Mấy ông Việt Nam là khoái làm chuyện đó lắm. Khoái gửi tình báo và cán bộ để kiểm soát cộng đồng người Việt Nam. Để coi bắt tư, bắt tám, rảnh rỗi, đang đánh cờ tướng, bàn về chính trị, bàn về thế giới, chép xuống. Ông Tư, ông nói chống cộng, ông này phản động. Đó, biết hết các loại, cái đó là mấy bác Việt Nam khoái làm lắm. Khoái lắm, đầu tư nhiều tiền ở nước ngoài để thu thập tình báo, đặc biệt là kiểm tra mấy bác lớn tuổi. Nên là mấy bác lớn tuổi ở Mỹ, ở Úc Châu, ở Canada, ở những thành phố lớn phải cẩn thận. Cẩn thận ngôn từ của mình nói chuyện. Đây, mấy bác lớn tuổi, thí dụ là Nguyên nói, thí dụ ở tại Melbourne đi. Sáng sớm đi chợ ở tại Melbourne, đó, thường mấy cái chợ siêu thị lớn thì mấy cô thì mấy bác gái thì vui đi mua quần, đi mua cao cải, mấy bác lớn thì đứng ở ngoài uống trà rồi đánh cờ tướng. Đó, thì thường đánh cờ tướng mấy ông làm cái gì, mấy bác làm cái gì? Bàn chuyện thời sự, nói chuyện trên trời dưới đất, mấy bác thẩn thận. Lời nói của mấy bác là tình gián điệp. Việt Nam đã viết xuống hết. Những câu nói của bác có thể chứng minh trước pháp luật của Việt Nam, vẫn mặt hoài. Thiệt chứ không có phải giả đâu. Các bác đừng có tưởng là vô cái quán phở là các bác không có gián điệp theo dõi. Vẫn mặt hoài. Đặc biệt là cỡ này Việt Nam bây giờ chơi là trí tệ gì? Trí tệ thông minh bằng khuôn mặt, nhận diện khuôn mặt nữa. Ghê lắm. Ok, đó là bản tin liên quan ở tại Mỹ. Một bản tin động trời ở Mỹ ngày hôm nay là cái bản tin mà Nguyên thích nhất, mà Nguyên muốn chia sẻ với các quý vị. Một anh đó chạy trên đường cao tốc đã giục số tiền 200.000 đô la ra cửa sổ. Wow, 200.000 đô la là một con số khủng khiếp các quý vị nha.
200.000 đô la không phải là một con số nhỏ. Nguyên nói thật thì các quý vị đó là bây giờ đó, bữa nào thì Nguyên sẽ phân tích cái số tiền và tại sao Nguyên đánh giá, nhưng là 200.000 đô la là một con số rất là lớn. Ở Mỹ một căn nhà trung bình tùy tỉnh thành, tất nhiên là không phải là tỉnh thành phố nào giống nhau thành phố nào, nhưng mà 200.000 đô la đủ mua một căn nhà ok, tốt luôn, ngon lành cành đào luôn. Anh này ảnh sang như đời, ảnh lái chiếc xe giục 200.000 ra cửa sổ cho người ta lụm chơi. Đồ giàu quá. Cái lý do mà anh giục thì anh nói như thế này là bởi vì tôi có điều kiện, tôi làm ăn được, tôi giàu, tôi có tiền, tôi sống sung túc, tôi sung sướng, tôi muốn chia sẻ số tiền này cho những người khác. Tiền của tôi muốn làm gì tôi làm. Đó. Tuy rằng cái hành vi của ảnh thì đã bị công an tạm thời bắt, bởi vì cho là có thể gây nguy hiểm, là bởi vì khi anh giục tiền như vậy đó, khi anh lái xe giục tiền như vậy đó, thì có rất là nhiều người ngừng xe đi lụm. Gặp Nguyên thì Nguyên cũng ngừng đi lụm thôi. Bây giờ người ta giục tiền thì lụm tới chứ sao bây giờ. Đồng tiền nó đi liền với khúc ruột. Khi lúc đó một giờ mình đi làm chỉ có mười mấy đô, mười mấy đô khi người ta giục 200.000 thì ngừng xe lụm thôi. Nên là nó tạo ra cái chứng là kẹt xe, nó tạo ra cái vấn đề là kẹt xe. Tuy rằng ảnh bị bắt nhưng ảnh không bị truy tố. Thì cái vấn đề mà ảnh có tiền ảnh giục thì Nguyên không nói gì. Cái chuyện vui là cái chỗ này, gia đình của ảnh kêu gọi những người lụm tiền hãy trả tiền giùm. Câu chuyện nó như thế nào? Vợ của ảnh, hai vợ chồng đều có cái công tiền chung lẫn nhau. Các quý vị cũng biết là khi các quý vị đám cưới vợ chồng thì thường là cái công tiền nhà băng các quý vị hay mở cái công chung. Có nghĩa là vợ chồng ai cũng có một cái tấm thẻ và hai vợ chồng đều có quyền rút tiền hết. Thì theo bà vợ, bà nói là kêu gọi những ai lụm tiền hãy trả lợi dụng cho bà, vì cái tiền này là tiền chung mà chồng của bà rút ra. Rồi đi giục tứ tăng tùm lum hết. Vậy là bắt đầu là Nguyên hiểu câu chuyện tại sao rồi. Ông này ông bị tức tối quá các như vậy. Tức quá trời tức, bị ấm ức, bị vợ gì đó. Bây giờ là muốn trả thù bà vợ, mà không biết làm sao trả thù bà vợ bây giờ. Nên là ổng đã có một cái sự quyết định táo bạo, là rút ra 200.000 đô la trong công chung ổng và vợ của ổng, và để gãy gác khắp nơi ở trên đường cao tốc. Rồi ổng có vi phạm luật không? Không, vì cái đó là cái công chung mà công đó ổng có quyền rút. Cái ông này ổng trả thù bà vợ, không biết bà vợ bà làm cái gì thì Nguyên không có biết. Bà vợ bà làm cái gì Nguyên không biết, nhưng biết bà phụ nữ mà mất tiền mà trời ơi. Nên là Nguyên nghĩ là bà ngồi bà tức chết đi được. Hỏi người ta có trả hay không? Chắc là không. Số lượng trả Nguyên nghĩ rất là ít. Và cái điều đó thì cái số lượng 200 ngàn đó nó sẽ đi bay mây khói, thì bà phải chịu thôi. Nguyên nghĩ là bà phải tức chết đi được. Cái câu chuyện Nguyên thấy nó khá là vui ở trong cái câu không khí bữa ngày hôm nay. Nguyên không biết bà làm cái gì mà để cho ổng tức như vậy, Nguyên không biết. Nhưng đó là Nguyên nói nghe là cái bà đó bà tức lắm. Nguyên nói là phụ nữ người ta thà không có chồng nhưng phải có tiền các vị nha. Mất 200.000 đô thì Nguyên nghĩ là cái tâm trạng của cái cô đó sẽ không thoải mái cho lắm đâu. Không thoải mái cho lắm. Nên là cái điều đó là mình thấy được là cái bản tin khá là thú vị ở tại Hoa Kỳ. Mà Nguyên thấy là ngày hôm nay là cái bản tin vui nhất ở tại Hoa Kỳ, vấn đề giục tiền qua vấn đề trên chiếc xe hơi. Ngoài ra hai bản tin nhỏ của Hoa Kỳ nữa, đó là bản tin không vui cho các quý vị ở Mỹ, để cho cũng là một cái vấn đề cẩn thận để cho các quý vị thấy rõ được là có những thứ mà chúng ta hãy nên tránh, đặc biệt là tại Hoa Kỳ. Hai câu chuyện liên quan đến vấn đề gõ cửa sai mà Nguyên muốn chia sẻ với các quý vị. Ngày hôm qua ngày 17 tây có một câu chuyện báo chí đưa khắp nơi trên thế giới. Cảnh sát nhận một bản tin là gia đình đánh lộn, báo cáo lên tổng đài: ê tụi bay ơi, có người ta báo cáo cái nhà số 5 vợ chồng đánh lộn đường mấy. Bắt đầu họ mới gửi đến cho phía cảnh sát, rồi cảnh sát đi đến nhà đó để mà
tìm hiểu tình hình đánh lộn đánh lạo gia đình như thế nào. Thì mấy ông cảnh sát đó, ông gõ lộn cửa nhà số 5, ông gửa nhà số 3. Ông gửa nhà số 3, cái vậy mấy ông cảnh sát đó, ông gõ lộn cửa, ta chỉ nhà số 5. Ông không đi nhà số 5, ông đi gõ cửa nhà số 3. Gặp cái ông nhà số 3, gõ cửa nhiều lần, ông nhà số 3 không có ra, ông này không biết chuyện gì. Thì không biết ai gõ cửa, nửa đêm gõ cửa, ông này mới cầm cây súng theo. Mở cửa cầm cây súng. Ông cảnh sát, ông tưởng là đấu đá lẫn nhau, có súng, ông móc ra, ông bắn. Một câu chuyện nó vô duyên bà cố, không biết làm sao bây giờ người ta điều tra. Tại sao cảnh sát có thể sai lầm lớn như vậy? Khi lúc đó là gửi đúng thông tin đàng hoàng là cái nhà số 5 mà gõ cửa nhà số 3 là sao? Nó đã dẫn đến một cái tai nạn bắn lộn. Rồi cái ông kia cũng vậy, gõ cửa cầm cái súng ra làm gì? Là cái câu chuyện nó là như vậy, nó dẫn đến một cái sự việc gõ cửa sai nhà. Đó là một câu chuyện. Câu chuyện thứ hai ngày hôm nay cũng làm chấn động cả thế giới. Đó là một người thanh niên trẻ tuổi, người da đen. Mình nó kêu là trung niên, thanh niên con nít, thanh niên gõ cửa lộn nhà. Đi đón gia đình của mình, đón mấy đứa em của mình. Đón mấy đứa em của mình gõ lộn nhà, gặp một cái ông già 85 tuổi. Ông thấy thằng da đen nào đó gõ cửa nhà, ông không biết lý do nào, ông sợ hay gì không biết. Ông bắn chúng, may mắn thay là không chết. Nên là cái lời khuyên chân thành với cái hai bản tin này, trước khi gõ cửa nhà là phải coi cho nó kỹ. Bây giờ cái tình hình mà gõ cửa kiểu này mà lộn kiểu này là chết. Gõ cửa mà ba chớp ba nhái là các quý vị, trước khi gõ cửa, đặc biệt là Mỹ nó có nhiều nhà xây xây giống nhau đó, coi tên, coi địa chỉ, coi nó tỉ mỉ, coi nó tỉ mỉ trước khi các quý vị gõ cửa nhà. Khổ quá, cái chuyện này hai ngày luôn, có hai bản tin vấn đề ở tại Mỹ với cái vấn đề chỉ có sai gõ cửa thôi. Ây da, cái đó là bản tin liên quan đến sự kiện ở tại Mỹ mà Nguyên muốn chia sẻ với các quý vị. Và bây giờ chúng ta bước qua bản tin của Việt Nam ngày hôm nay ha. Cho Nguyên cảm ơn ngày hôm qua các quý vị đã cho Nguyên một cái chi tiết bản tin rất là hấp dẫn, đó là vấn đề Bia 33. Có nhiều các quý vị đã comment, trong đó có một quý vị, nó là nhà của gia đình bán Bia 33. Thứ nhất là các quý vị đã cho Nguyên một cái thông tin rất là đáng giá, đó là hiện bây giờ Việt Nam không ai muốn uống Bia 33 nữa. Lạ kỳ. Lý do tại sao thì các quý vị đã cho Nguyên biết là ngày xưa người dân Việt Nam chúng ta uống Bia 33 rất là nhiều. Sau đó thì cái tập đoàn công ty Bia 33 đã bán cho một nhà tỷ phú của Trung Quốc. Và không theo cái gì các quý vị chia sẻ là không biết pha chế ra sao đó, và cái hậu vị nó không hợp cho người Việt Nam nữa. Nên từ lúc đó người Việt Nam không uống Bia 33 nữa. Thì ra Nguyên biết bây giờ là Bia 33 không phải là của Việt Nam, vì chủ là Trung Quốc, là của Trung Quốc. Cũng giống như đội đá banh Paris Saint-Germain, tức là đội đá banh của Paris, đâu phải là của Pháp đâu. Cái đội đó bây giờ là cái tụi Qatar nó mua. Nên là bây giờ thì cái cảm ơn cái thông tin vừa qua, vì có những cái thông tin Nguyên không có biết hết được. Nên là cảm ơn những cái chi tiết mà các quý vị đã cập nhật cho Nguyên, để mình biết là cái loại bia đó nó không còn sở hữu của người chủ của người Việt Nam, mà nó là sở hữu của người Trung Quốc. Và cũng có thể là bởi vì cái chữ Trung Quốc làm cho người ta sợ, không biết là mấy ông Trung Quốc ổng bỏ cái gì trong đó, người Việt Nam mình không uống. Thực tế là người Việt Nam mình sợ mấy ông Trung Quốc lắm, nó thật là như vậy. Bởi vì tất cả những chất hóa học, tất cả những chất này chất kia là đều đến từ Trung Quốc. Tất cả những cái gì mà chúng ta biết là thí dụ đó là đều đến từ Trung Quốc hết. Mà mấy ông Trung Quốc cũng lạ lắm các vị, mấy ông Trung Quốc cũng lạ lắm. Chứ là tự mình hại mình đi. Những cái chất hóa học đó, những cái chất hóa học mà chúng ta đều biết để giữ cho trái cây lâu hơn, giữ cho gạo được tươi hơn, giữ cho thịt thà không bị thúi, vân 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 vân. Hay là những chất hóa học mà thịt thúi thành thịt tươi, vân vân vân. Đến từ Trung Quốc hết. Rồi mấy ông Việt Nam dùng cái chất hóa học đó bán cho người Việt Nam, rồi sản xuất bán lại cho Trung Quốc. Rồi người Việt Nam ăn, rồi ông Trung Quốc ăn, giống nhau hết. Khổ là cái khổ chỗ đó đó.
cái ý thức của người Việt Nam chúng ta nó cuối cùng là chúng ta hại nhau thôi. Cho Nguyên nói như thế này nè, Nguyên có một cái người gia đình ở tại Việt Nam trồng sầu riêng, mà mỗi lần có gia đình Việt Kiều về á là họ nói đừng có lấy sầu riêng ở ngoài sạp nha, để tôi vô cao tôi bẻ cho. Hỏi sao vậy? Sầu riêng đó có thấm thuốc. Hỏi thấm thuốc sao bán? Nói mà khổ lắm, không thấm thuốc người ta thích cái mùi đó, không có thuốc ăn không ngon. Thì bây giờ Việt Nam cái gì cũng thuốc hết, cái gì nó cũng thuốc hết. Bây giờ các quý vị là muốn cái gì mà không có thuốc đó là phải mua chính gốc, chính nhà, và cái người trồng đó họ mới biết. Còn mà cái gì mà đưa ra bên sạp là thuốc hết. Cái khổ là Việt Nam bây giờ nó quen rồi. Nó là bây giờ là cái vấn đề thuốc men và cái chất hóa học nó đáng sợ. Nó có nghĩa là lý do đó nó dẫn đến là bia 33 của Việt Nam mà người ta sợ. Thì cũng không biết tại sao thì ông Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Mỹ đó, ông quảng bá dùm bia 33. Ông cụng ly rồi báo chí Việt Nam đưa lên bia 33 là bia của Việt Nam. Bây giờ phanh phui ra là của Trung Quốc. Ok, cho Nguyên một lần nữa cảm ơn cái bản tin mà các quý vị chia sẻ cho Nguyên biết, vì có nhiều sự kiện Nguyên không có đi điều tra, Nguyên cũng không nắm rõ. Cảm ơn nhiều đóng góp của các quý vị. Và bây giờ cho Nguyên chia sẻ một cái bản tin liên quan đến Việt Nam mà Nguyên cho là cái bản tin quan trọng nhất trong diễn đàn của ngày hôm nay. Đó là lời phát biểu của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ngày hôm nay thì Thủ tướng Phạm Minh Chính khiển trách 4 tỉnh thành: Bình Định, Khánh Hòa, Bình Thuận, rồi Kiên Giang. Thủ tướng Phạm Minh Chính cáo buộc và lên án 4 tỉnh thành này đã sự quản lý không chặt chẽ, đã dẫn đến vấn đề là ngư dân đánh cá đi đánh cá phạm pháp khắp nơi trên thế giới. Thủ tướng Phạm Minh Chính là 4 tỉnh thành này sẽ bị khiển trách. Những người lãnh tụ của 4 tỉnh thành này sẽ bị cái khiển trách đầu tiên, nếu để tiếp diễn thì sẽ bị trừng phạt. Và kêu gọi là 4 tỉnh thành này phải siết chặt ngư dân đánh cá. Trong đó Trung ương nhắc lại là Bình Định, Khánh Hòa, Bình Thuận và Kiên Giang. Và cho là bởi vì làm như sự vậy á, đánh cá đi sai vào vùng biển của nhiều quốc gia khác đã dẫn đến cái sự mất mặt của cộng đồng người Việt Nam trên thế giới. Nên là bây giờ kêu gọi những người mà lãnh đạo ở những 4 tỉnh thành này phải có những lệnh trừng phạt nặng nề hơn cho ngư dân đánh cá, phải có những hành động khắc re hơn. 4 tỉnh thành được nêu lên và Thủ tướng Phạm Minh Chính đã làm một cách rất là dữ dội. Vậy thì cho Nguyên chia sẻ cái bản tin này với các quý vị. Nếu các quý vị nào mở cái bản đồ địa lý ra dùm cho Nguyên, nếu các quý vị nào ở Việt Nam đó, mở ra cái địa lý để chúng ta nhìn ngư dân đánh cá như thế nào. Thì các quý vị cũng biết là đất nước Việt Nam chúng ta là nhà nông, phần lớn là sản xuất về nhà nông, có nghĩa là trồng trọt hay là đánh cá, hải sản, nuôi gia súc. Thủy hải sản là trong những cái thu nhập rất là cao của Việt Nam chúng ta, sản xuất đặc biệt là tôm, cái này cái kia đó khắp nơi trên thế giới. Là một đêm là cái nền kinh tế khá là ổn định, khá là ổn định. Và khổ là người dân Việt Nam chúng ta là nghề nào là chết nghề đó. Có nghĩa là ngoài cái nghề đánh cá ra thì không biết làm gì khác. Nó chân là như vậy. Thì hiện bây giờ ngư dân đánh cá thì họ đánh ở đâu? Đúng ra đó thì họ đánh những cái vùng biển gần biên giới Việt Nam chúng ta. Đi sâu hơn chút xíu. Đi vào những cái nơi, những cái hòn đảo Trường Sa mà Hoàng Sa và đi chính giữa trung tâm đánh cá. Nhưng mà bây giờ đi được cái chỗ đó hay không? Vì cái chỗ đó hiện bây giờ là do sở hữu của Trung Quốc. Gần đây không lâu thì nhiều chiếc tàu đánh cá chỉ vì muốn tập vào bờ bởi vì bão lớn thôi, thì cũng bị Trung Quốc dùng hạm đội của họ và đâm lũng, rồi còn bắt người ta, nhốt người ta nữa. Khi bão người ta chỉ có tấp vào để mà tránh bão thôi, thì cũng bị là phạm tội. Thì người ta không đánh cá được vì cặp ven biển, sát bờ biển chỉ có mấy chục cây số thì đâu có cá. Không có cá nên người ta bắt buộc phải đi xa, đi vào những cái nơi mà tranh chấp, mà hiện bây giờ nhiều quốc gia tranh chấp không đi được, thì bắt buộc phải đi qua những cái ven biển của Nam Hàn, của những nơi khác đánh cá xa hơn. Bây giờ không đánh cá thì làm sao sống? Rồi bây giờ đổ lỗi là cho những người ngư dân đánh cá không có ý thức.
rồi ép chính phủ địa phương phải siết chặt vòng vây, ép bực những người đánh cá này. Nói nghe hay lắm, nói nghe hay lắm. Các vị ở tỉnh Malaysia, đúng, có Malaysia nữa. Nói thì nghe hay lắm, nhưng tại sao mấy ông không bảo vệ được bờ biển, không bảo được chủ quyền của mình để cho ngư dân đánh cá? Các ông không đủ can đảm đi đối đầu với Trung Quốc, mà các ông có thể dùng cái chìa khóa khóa lại chiếc tàu. Khi các ông, khi chúng ta có bờ biển mênh mông, tại sao Nguyên nói á, không thể mất Biển Đông là như vậy. Không thể mất Biển Đông. Nó không phải chỉ có hải sản không, nó còn là cái đường tự do buôn bán nữa. Khi Biển Đông bị Tàu Cộng nó nuốt 90%, không thể nào các quý vị phát triển được. Và cái điều đó là một cái tai hại rất là lớn. Đến ngày hôm nay mà mấy bác vẫn không có hành động cụ thể. Nguyên nói thật sự, Việt Nam chúng ta còn thua xa Philippines. Thực tế luôn, chúng ta còn thua xa họ. Họ còn bảo vệ được ngư dân của họ, chúng ta không bảo vệ được cái gì hết. Mỗi lần mà bị đom ó tàu lạ, rồi bây giờ cái lỗi là lỗi của kẻ đang chiếm đóng chủ quyền đất nước thì không lên tiếng, không dám lên tiếng. Nhưng ngược lại ép dân không đi đánh cá thì được. Tại sao Nguyên nói cái vấn đề biển cả mà Nguyên làm cái thời sự Biển Đông á? Vì Nguyên thấy rõ được là cái tầm quan trọng ở tại Biển Đông nó lớn cỡ nào, và cái cần thiết để phát triển đất nước nó quan trọng ra sao. Tại sao Nga chết sống gì cũng muốn nuốt trọn đảo Crimea? Tại sao Nga chết sống gì cũng muốn lấy những tỉnh thành ở miền Nam Ukraine? Là bởi vì có biển. Việt Nam chúng ta nếu kiểu này, chúng ta không lên tiếng là chúng ta hoàn toàn không có biển. Ở dưới là chúng ta qua bên Campuchia và Thái Lan, đó là lãnh thổ của người khác rồi. Chúng ta hoàn toàn không biển, chúng ta sẽ hoàn toàn bị bế tắc và bị bao vây. Và cái điều mà không lên án về chủ quyền của biển cả đó là Nguyên thấy quá nhục như con cá nục. Và mỗi lần phát biểu thì phát biểu cho nó có. Ôi, năm 1982 theo luật lệ của quốc tế, chủ quyền là chúng tôi, có lịch sử của thế giới. Anh nói cho ai nghe vậy? Anh có chiêu hồi lãnh sự quán Trung Quốc anh khiển trách hay không? Anh có điện thoại trực tiếp đến phía bên Trung Quốc, hay là anh có gửi lên tòa án quốc tế anh khiếu nại hay không? Không bao giờ có. Và cũng không bao giờ lên tiếng, trừ khi báo chí. Cho Nguyên nói thật một câu á, nhiều khi mình chỉ trích báo chí của Đảng Cộng sản Việt Nam là báo chí nó có kiểm duyệt. Nhưng thực tế trong báo chí Việt Nam họ cũng có lương tâm đó. Tuy rằng lương tâm nó không bằng lương tháng, vì họ lãnh lương tháng mỗi ngày, nhưng họ cũng có một chút xíu lương tâm. Nguyên nói thật cái điều đó. Những anh làm việc báo chí của Việt Nam, họ đâu phải là những người ngu dốt. Họ cũng có trái tim cũng như con người, nhưng họ không làm được cái gì hết. Nên là nhiều khi họ viết báo, họ cũng phải làm sao lách ra cho chúng ta biết. Nên là lương tâm nó không bằng lương tháng là chịu lắm. Chứ lương tâm thì họ có đó, nên họ không dám đưa. Chứ bây giờ các người có thấy là cái ông lãnh tụ Việt Nam nào đi chịu hồi lãnh sự quán người khiển trách không? Có không? Chỉ Nguyên coi. Không bao giờ có. Và tương lai cũng chưa chắc là bây giờ có. Bây giờ là chưa thấy có, bây giờ chưa có. Chỉ có nói cho người Việt Nam nghe thôi. Mà khi lúc đó không tự động nói, là báo chí họ hỏi. Khi họp báo thì báo chí nó thường hay hỏi là không biết là chính phủ có cái hành động gì khi lúc đó vấn đề của Trung Quốc đang xâm lược Việt Nam. Gần đây nhất là chuyện gì? Gần đây nhất là cái tàu mà kêu là khảo sát, cái tàu mà khảo sát tài nguyên của Trung Quốc đó. Nó đi ngay chăng cái nơi hút dầu của Việt Nam luôn. Nó ở đó 4-5 ngày luôn. Rồi Việt Nam có làm cái gì không? Không. Thì Nguyên biết, vì nói là mình nói như vậy á, là mình nói về vấn đề dân tộc, tự ái của dân tộc, tự hào của dân tộc. Mình bảo vệ chủ quyền của mình. Chúng ta đều biết chính phủ Việt Nam đang bị ở trong trạng thái kèm kẹp. Nguyên hiểu cái điều đó chứ không phải là không hiểu. Đủ khả năng để mà phân tích và hiểu tại sao họ im lặng. Nhưng cái quan trọng nhất là họ không dám đủ cái khả năng để cho người dân lên tiếng. Cái đau lòng nhất là họ không đủ bản lãnh để nói. Chính phủ im phăng phắc thì không sao, vì họ sợ, vì họ thiếu nợ, họ đủ thứ lý do mà họ phải lo lắng. Nhưng họ không dám để cho người dân nói. Họ không dám để cho người dân nói. Tất cả ai ở Việt Nam lên tiếng chủ quyền Biển Đông đều sẽ bị bắt. Ủa tại sao vậy?
tôi làm gì sai? Tôi bảo vệ chủ quyền của đất nước, cái miệng thì mép ác, đó là của Việt Nam, đó là của Việt Nam. Nhưng mà dân lên tiếng chủ quyền của đất nước thì các bác bắt là sao? Thì cái điều đó Nguyên thấy rõ nét là đất nước Việt Nam chúng ta ngày hôm nay đang ở trong một cái giai đoạn rất là khó khăn về tình hình Biển Đông. Nên là bảo vệ Đài Loan là cái chuyện cần thiết phải làm. Vì ngày nào Đài Loan mà bị mất thì thực nhất là Biển Đông nó không còn nữa. Trong Nguyên nói thẳng một câu, Đài Loan mà gớt vào trong tay của Tàu Cộng là Biển Đông không còn gì tranh chấp. Vì lúc đó Tàu Cộng nó không còn sợ ai nữa. Là lúc đó là Tàu Cộng không còn sợ ai nữa. Không còn sợ ai nữa. Nên tại sao Nguyên nói có rất là nhiều người họ nghĩ bảo vệ Đài Loan làm cái gì? Một ngày nào Đài Loan đã không còn có chủ quyền độc lập thì Biển Đông không có cái gì để bàn cãi nữa. Có nghĩa là không còn ai đủ khả năng xen chân vào chuyện của Trung Quốc nuốt trọn Biển Đông. Mà Biển Đông không thể mất được. Nguyên đã nói rồi. Nguyên còn nhớ ca sĩ Duy Mạnh bữa trước, không biết ảnh làm gì, ảnh ngáo đá hay gì. Ôi trời ơi, Biển Đông Trường Sa và Sa tranh chấp nhau làm cái gì cho nó mệt, để nó bắt công đánh chiến tranh với Trung Quốc, có ai ở đó đâu. Cái câu nói của nam ca sĩ Duy Mạnh Nguyên còn nhớ đó. Nguyên có làm một cái chương trình đó, không biết ảnh ngáo đá hay gì không biết, mà ảnh nói cái câu phát biểu đó. Và không có hiểu là địa lý chính trị biển là cái nơi hiện bây giờ, trong tương lai và bây giờ vẫn là cái nơi quan trọng nhất để phát triển kinh tế. Không có biển, các quý vị khó phát triển kinh tế lắm. Đặc biệt là một cái quốc gia không có công nghệ. Không có công nghệ các quý vị. Nên là cái điều mà Nguyên nói là chết sống gì cũng không thể để cho Trung Quốc lấy được chủ quyền biển cả, Biển Đông được. Nó không có biển thì chúng ta không còn có cơ hội độc lập được. Vì Trung Quốc nói đỉnh hình đi, 90% là biển của Trung Quốc thì chúng ta đi bằng đường nào? Bây giờ họ cho chúng ta đi, một ngày nào đó họ không muốn cho đi nữa, chúng ta làm gì họ? Có nghĩa là anh nằm ở trong cái phạm vi kèm kẹp của người khác. Họ muốn anh sống là anh sống, họ muốn anh chết là anh chết. Cái điều Nguyên nói thêm một lần nữa, Nguyên rất là hiểu cái khó khăn của nhà cầm quyền Đảng Cộng sản Việt Nam. Nguyên biết cái vị thế của họ ở trong một cái vị thế, mình kêu là ở trong cái vị thế là kẻ thiếu nợ. Và bị ảnh hưởng tác động chính trị của Trung Quốc rất là nhiều. Họ không lên tiếng thì Nguyên vẫn hiểu vì họ muốn bảo vệ quyền lợi của họ. Nhưng mà họ không cho dân lên tiếng là kiểu đó không chấp nhận được. Họ không cho dân lên tiếng là không chấp nhận được. Và cái điều đó họ đang làm. Họ không cho dân Việt Nam lên tiếng. Nhưng họ kêu người nước ngoài lên tiếng. Họ chưa bao giờ phản đối Nguyên vấn đề Biển Đông hết từ đó tới giờ. Nó ngộ là cái ngộ đó chỗ đó các quý vị. Nên là cái điều đáng buồn á, là nếu chúng ta cứ để im lặng trong đất nước thì cái suy nghĩ nó sẽ bị giống như là nam ca sĩ Duy Mạnh á, nó sẽ bị ảnh hưởng. Rồi dần dần cái người ta quên mất, chủ quyền Biển Đông là của Việt Nam, quên mất luôn. Ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, chứ không ai nói nữa. Rồi dần dần chúng ta đã quên mất. Cái điều đó đều rất là đáng sợ. Và cái điều mà bắt Thủ tướng Phạm Minh Chính thì có thể hà hiếp người dân đánh cá thôi, chứ làm sao dám lên tiếng với Trung Quốc được. Cái điều đó là cái điều đáng buồn. Cái điều đáng sợ là trong tương lai người dân Việt Nam chúng ta đã quên lãng. Và cái điều đáng buồn bây giờ chính phủ chỉ có khả năng ăn hiếp ngư dân đánh cá Việt Nam, chứ không dám lên tiếng với những kẻ giống như là Trung Quốc đang xâm lược. Thì cái đó mấy ông không dám lên nói. Đó là bản tin liên quan đến vấn đề của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ngày hôm qua thì có một cái comment rất là dễ thương. Mấy bác viết như thế này, bác là Nguyên ơi, con đừng có nói xấu Việt Nam nữa. Cái câu này cho Nguyên nói là Nguyên phải cần phân tích rất là nhiều lần. Vì Nguyên thấy mấy bác cứ nhầm lẫn giữa đất nước Việt Nam và chính phủ Việt Nam. Nó không giống nhau. Nó hoàn toàn không giống nhau. Đất nước Việt Nam có thể mãi mãi trường tồn, còn chính phủ Việt Nam chỉ có là nhất thời. Một nhà lãnh tụ được 10 năm, 15, 20 năm rồi cũng đi bán muối. Thí dụ điển hình gần nhất ở đây, Bắc Phúc. Hết làm lãnh tụ Nguyên có nhắc gì đâu, Nguyên có nói gì đâu. Hoàn toàn là Nguyên không nhắc, không nói. Vì cái trách nhiệm của ông đã hết, không có gì phải nói nữa, đóng sổ, bỏ ông qua bên.
Nên là cái điều đừng có lẫn lộn giữa chánh quyền hiện bây giờ, cái người cầm quyền với cái đất nước Việt. Đừng có tưởng ta đây là chánh phủ. Mình không biết tại sao mấy ông Việt Nam tưởng ta đây là chánh phủ. Mỗi lần người ta nói đến Thủ tướng Phạm Minh Chính, nó nói xấu Việt Nam. Tự lên cái tự hào dân tộc nó nổi lên. Ủa, mấy bác là đảng viên hả? Mấy bác là nằm trong đảng hả? Cứ lẫn lộn và không biết, ảo tưởng với sức mạnh và không biết mình vị thế mình đâu. Mình là dân đen. Mình là kẻ chỉ có tạo ra đồng tiền để nộp vào thuế. Còn mấy ông chánh phủ thay đổi không ngừng. Bây giờ bữa nay là bác Trọng, ngày mai là bác khác. Họ làm tốt thì chúng ta ca ngợi, họ làm dở thì chúng ta chê. Vì tại sao chúng ta phải cần chê họ? Tại sao chúng ta không che lấp đi, đừng nói gì hết? Ở vậy thì họ cần làm cái gì? Nếu các quý vị không có áp lực, các quý vị không có cái người lúc nào cũng có thể giặt lưng cho người khác xem, thì các quý vị cần thiết phải làm không? Các quý vị cần thiết phải làm việc tốt hay không? Không. Nên cái trách nhiệm của những người thông tin báo chí, đúng ra cái trách nhiệm thông tin báo chí, bất cứ báo chí nào, từ lúc mà người ta đưa ra báo chí có nghĩa là gì? Đem một sự thật phơi bày cho nhân chúng thấy. Chứ họ không phải là trách nhiệm để tuyên truyền lặp đi lặp lại những cái gì chánh phủ nói. Nên tại sao Nguyên nói á, là báo của Nguyên, thông tin của Nguyên đều nhắm vào tất cả những nhà lãnh tụ, chứ không riêng biệt Việt Nam. Các quý vị đã theo dõi chương trình à, có khi nào Nguyên tha ông chánh phủ này không? Ông làm tốt thì Nguyên nói ông đó tốt. Ông làm dở thì chương trình của Nguyên có những thông tin Nguyên thấy không hài lòng, Nguyên đưa lên. Vì đó là cái trách nhiệm của các ổng. Mình, trách nhiệm của mình phải nói càng xấu cho ổng càng nhiều để ổng sửa, để ổng làm việc tốt. Nên là Nguyên khuyên các bác là ngày nào chúng ta có, đừng có lẫn lộn giữa chánh phủ và đất nước. Nói xấu một nhà lãnh tụ không nói xấu đất nước Việt Nam, nói xấu cá nhân ông đó. Chính tên ông đó, 18 cộng là ổng. Lú la lú lẫn, làm việc chậm trễ là ổng. Vấn đề của biển cả thì không dám trực tiếp nói với Trung Quốc, mà ngược lại nói với ngư dân Việt Nam. Khi ngư dân Việt Nam họ cần mưu sinh, chánh phủ nuôi họ không? Bây giờ không đánh cá nữa, các ông nuôi họ không? Các ông có chẳng gửi tiền cho họ mỗi tháng không? Không. Các ông hoàn toàn không có trách nhiệm với đời sống của họ, của nhân dân. Mà ngược lại các ông ép nhân dân là sao? Nếu đất nước có xã hội, đất nước có xã hội, đất nước có nền tảng xã hội, đánh cá không được, có tiền trợ giúp của chánh phủ thì không nói gì. Các ông không có trách nhiệm với nhân dân, đánh cá thì các ông lấy thuế, mà đánh cá không được thì các ông mặc kệ. Hoàn toàn các ông không có trách nhiệm với nhân dân mà đòi hỏi nhân dân phải làm cái gì? Cũng giống như gần đây thì ở tại Sài Gòn, người ta bắt đầu muốn dẹp cái hàng rong ở trên phố đi bộ. Thì các quý vị cũng biết là có phố hàng rong thì nó có mất đi một thẩm mỹ. Thứ nhất là hàng rong thì người có nhiều người Việt Nam ăn không có ý thức, dục tứ tăng lâm. Nên vấn đề hàng rong từ đó tới giờ nó có rất là nhiều. Thì cái vấn đề hàng rong nó làm mất đi cái thẩm mỹ hay là dơ giấy thành phố. Từ đó tới giờ Việt Nam hàng rong chỗ nào cũng có, Sài Gòn, Hà Nội. Thì các quý vị biết là mấy cái chỗ nào mà đông đúc người thì lúc nào cũng có hàng rong bán đủ thứ đồ hết. Bán đồ chơi con nít, bán đồ ăn vặt, bán xôi lắc, bán bánh cuốn trộn, bán đồ lặt vặt, bán xè, bán này, bán kia. Những cái vánh hàng rong đó bán khắp nơi, hay là xe đẩy thì chúng ta đều biết. Thì những người dân đó hiện bây giờ đã trở thành những người tội phạm mà phía bên công an họ đang muốn dẹp. Thì dẹp nó không phải là điều xấu, cho Nguyên khẳng định là dẹp không phải là điều xấu. Cái khổ là chỗ này nè, anh dẹp người ta rồi, anh lấy cái gì cho người ta mưu sinh? Cái điều đó mới là cái quan trọng. Anh dẹp thì đốt rồi đó, anh cho là cái thành phố cần phải thẩm mỹ, cần có cái trật tự, nhưng anh có bảo đảm đời sống của người ta không? Anh có trách nhiệm với cái con người ta phải nuôi, cái cánh hàng rong người ta còn có 3 đứa con nuôi, người ta phải đi đóng thuế cho anh, con người ta phải đi học. Anh có trách nhiệm với gia đình người ta không? Không. Anh hoàn toàn không có trách nhiệm với nhân dân. Thì anh có cái lý do gì ép nhân dân phải tuân theo luật lệ của anh? Cái điều là anh không có trách nhiệm với nhân dân thì anh không có thể nào ép nhân dân phải tuân theo luật của anh được. Anh chỉ biết lấy thuế thôi, còn ngoài đó anh không có trách nhiệm gì hết. Thì làm sao anh ép dân được, vì người ta phải mưu sinh mà.
không bán hàng rong người ta làm cái gì? Vì các quý vị suy nghĩ đi, bây giờ một bác đó, bác 65 tuổi, bác phải nuôi cả gia đình với cái gánh bún của bác. Bây giờ các vị tịch thu cái gánh bún không cho người ta bán nữa, bây giờ người ta sống cái gì? Có cho tiền người ta về hưu, có bồi thường người ta cái gì không? Có làm gì không? Không. Tự sinh tự diệt thì làm sao người ta chấp nhận được? Thứ nhất là Việt Nam mà có nghề nào làm chết nghề đó, có nghĩa là tôi biết một cái nghề đó là tôi chỉ biết cái nghề đó thôi. Cái tuổi 65 tuổi rồi còn làm được cái gì nữa ở tại Việt Nam? Nên tại sao Nguyên mới nói một câu là trước khi chúng ta muốn thay đổi đất nước, chúng ta muốn đất nước nó đẹp, nó văn minh, nó vệ sinh, nó đẹp đẽ, cái đầu tiên nhất không phải là dẹp đi cái phức tạp mà phải xây cái xã hội. Tất cả nền tảng nó nằm ở nền tảng của xã hội hết, có nghĩa là phải bảo đảm cái xã hội cho dân. Nền kinh tế, người ta có làm cái phân tích kinh tế với xã hội, nó phải nằm ở cái xã hội. Anh không có xã hội, anh không có bảo đảm, anh không có gì cho dân hết, bạn đòi hỏi dân làm gì cho anh? Nên cái câu mà Nguyên ghét nhất ở trong chính phủ những quốc gia độc tài: đừng đòi hỏi cái gì đất nước cho ta, phải hỏi ta làm gì cho đất nước. Ủa tào lao gì? Anh chỉ biết lấy thuế rồi thôi à? Thì cái điều đó Nguyên nói là cái tất cả muốn văn minh đất nước phải có trật tự, đầu tiên nhất phải có xã hội. Anh không có xã hội thì anh không làm được cái gì hết. Nguyên không hiểu tại sao cái đảng Cộng sản đúng ra là cái đảng xã hội mà. Cái suy nghĩ của đảng Cộng sản là cái đảng xã hội mà. Mà tại sao đất nước không có xã hội? Mấy bác biết là cái lý tưởng của đảng Cộng sản là lý tưởng của xã hội công bằng mà. Mà đất nước Việt Nam chúng ta không có xã hội. Nên là anh muốn dẹp cái gì, anh muốn làm cái gì cũng được, anh phải bảo đảm xã hội đã. Khi bảo đảm xã hội tốt thì mọi sự việc khác anh làm nó trật tự, nó sẽ đi theo nề nếp hết. Còn không có xã hội, anh nói cái gì người ta cũng không nghe hết, vì người ta phải mưu sinh. Nếu các quý vị có học vấn, các quý vị có điều kiện, gia đình có tiền, đang làm việc cho công ty thì các quý vị không sao, tôi đâu có bán hàng rong đâu, tôi lãnh lương mỗi tháng mà. Đó là các quý vị. Nhưng người ta thì sao? Người ta không có công ăn việc làm, chữ nghĩa không biết, thì làm sao người ta đi làm được? Phải đặt cái vị thế cho những người đó chứ. Còn những người đó họ sống như thế nào? Bởi vì chúng ta không có bảo vệ, chúng ta không có xã hội. Thí dụ tại Pháp, tệ cách mấy cũng có cái tiền trợ cấp, nằm ở nhà ở không, không làm gì hết cũng có tiền trợ cấp. Đó là cái xã hội. Thì người ta đâu cần phải đi chạy ra ngoài đường đi bán, người ta đâu phải đứng đường ban đêm, người ta đâu có cần thiết phải làm chuyện đó. Vì xã hội ít ra nó cũng đủ cho người ta nuôi cái bao tử, một cái nơi họ ấm, họ sinh tồn, thì họ đâu cần phải làm những chuyện đó. Nên tại sao Nguyên nói á, trước khi mấy bác muốn dẹp thành phố, muốn xây dựng thành phố đẹp, thì hãy làm ơn xây dựng cái xã hội, nền tảng xã hội. Ưu tiên, ưu đãi nền tảng xã hội. Phải có ý tối thiểu thì lúc đó nước mới phát triển được. Cái nền tảng không có, bây giờ xây nhà 10 tầng nó cũng sập à. Cái điều đó ai cũng biết. Cái móng nó mới quan trọng. Trọng nó mới dẫn được bền dẫn cái công trình chúng ta xây. Chứ bây giờ mấy bác cứ xây nhà lầu 10 tầng mà ở dưới là nó cái nền tảng nó lúc lay một chút xíu là nó ngã thôi. Nên là xây làm gì cho nó mệt, phải chú tâm vào xã hội. Nên tại sao Nguyên nói á, là khi Nguyên nói thông tin của Việt Nam, Nguyên hiểu cái khó khăn của mấy bác. Nhưng cái điều là Nguyên thấy mấy bác không bao giờ bỏ thời gian để nghiên cứu, mà ngược lại thì không bao giờ bận tâm chuyện đó. Ngược lại thì bận tâm những chuyện tào lao bí đao, rồi gửi những cái duy luận viên vào đưa ra những bình luận mà nó không đúng đâu vào đâu cả. Khi chúng ta phải hiểu rằng dân tộc Việt Nam chúng ta dân số đông, và nền tảng dân tộc chúng ta phải cần có một nền tảng xã hội vững chắc. Chỉ cần có cái nền tảng xã hội vững chắc thì sau đó phát triển kinh tế nó sẽ một cái tốc độ thần tốc luôn, bởi vì chúng ta được nhân lực đông. Mà nền tảng xã hội không có thì nó sẽ không bao giờ có trật tự, và nó không có trật tự nó sẽ không bao giờ có luật pháp. Và mạnh ai nấy làm, mạnh ai nấy lo. Bây giờ tôi sinh tồn mà. Nên tại sao Nguyên nói công an Việt Nam thì nghẹt như kiến. Công an Việt Nam thì nó đông khủng khiếp, lực lượng công an thì càng ngày càng nhiều. Nhưng mà người dân không cần thiết công an để giải quyết mâu thuẫn, là vì đó. Cái gì người Việt Nam họ tự phải tự làm hết, cái gì cũng phải tự lo. Cả luôn đến vấn đề an ninh cũng phải tự lo.
cái gì cũng phải tự lo hết. Thì đừng bao giờ đòi hỏi dân phải làm gì cho chánh phủ. Phải hỏi lại là chánh phủ lấy thế dân để làm gì. Mấy bác hãy nhớ cái điều đó. Đừng đòi hỏi dân là phải làm cái gì cho đất nước hay làm cho chánh phủ chứ không phải cho đất nước. Mà phải hỏi là mấy bác lấy thế dân, mấy bác để làm cái gì. Cái điều đó phải cần hỏi ngược lại. Và chúng em ngừng chương trình ở đây. Cảm ơn tất cả cô chú anh chị em các bạn lắng nghe thời sự nóng bỏng của ngày hôm nay. Cảm ơn sự yêu mến của các quý vị. Chúng em hẹn lại chương trình của ngày mai và chúng ta sẽ gặp lại những bản tin tin sôi động khác. Những bản tin để chúng em chia sẻ với các quý vị, những bản tin cực kỳ là sôi động khắp nơi trên thế giới. Bye bye các quý vị. Bạn có nghe tiếng hát từ khắp nơi, bạn có nghe tiếng hát của nhiều người đang hợp lại gọi niềm tin thế giới, hay mở lòng làm đau khổ vơi nguôi. Bạn có tin hòa bình cho thế giới, bạn có tin vào lương tâm con người, không hề gì bạn chỉ cần cất tiếng nói là bạn đã góp phần làm thế giới xinh tươi. Hãy hát rằng chúng ta là thế giới, hãy nói rằng chúng ta cùng loài người. Chúng ta biết sẽ làm gì cho thế giới đẹp thêm, chúng ta quy sự sống và gìn giữ thiên nhiên. Hãy hát rằng chúng ta là thế giới, hãy nói rằng chúng ta cùng loài người. Để chủ thuyết điên cuồng, để những người không có trái tim không còn chỗ đứng trong thế giới hôm nay. Hãy hát rằng chúng ta là thế giới, hãy nói rằng chúng ta cùng loài người. Chúng ta không cần thế giới đại đồng đầy máu và nước mắt, ta chỉ cần trái tim và tình người để có một thế giới đẹp tươi. Đã đến lúc chúng ta phải trỗi dậy, đã đến lúc chúng ta phải đứng, đã đến lúc chúng ta phải nói rõ, đã đến lúc chúng ta phải hát to, hát to. Hãy hát rằng chúng ta là thế giới, hãy nói rằng chúng ta cùng loài người. Chúng ta biết sẽ làm gì cho thế giới đẹp thêm, chúng ta quy sự sống và gìn giữ thiên nhiên. Hãy hát rằng chúng ta là thế giới, hãy nói rằng cùng loài người. Để chủ thuyết điên cuồng, để những người không có trái tim không còn chỗ đứng trong thế giới hôm nay. Hãy hát rằng chúng ta là thế giới, hãy nói rằng chúng ta cùng loài người. Chúng ta không cần thế giới đại đồng đầy máu và nước mắt, chúng ta chỉ cần trái tim và tình người để có một thế giới đẹp tươi. Đã đến lúc chúng ta phải trỗi dậy, đã đến lúc chúng ta phải đứng, đã đến lúc chúng
ta phải nói rõ, đã đến lúc chúng ta phải hát to, hát to. Hãy hát rằng chúng ta là thế giới, hãy nói rằng chúng ta cùng loài người. Để chú thuyết vô thần, để những người không có trái tim, không còn chỗ đứng trong thế giới hôm nay. Hãy hát rằng chúng ta là chúng thế ta giới. Là thế giới. Hãy nói rằng hãy nói rằng cùng loài người. Chúng ta không cần thế giới đại đồng đầy máu và nước mắt. Chúng ta chỉ cần trái tim tình người để có một thế giới đẹp tươi. Hãy hát rằng chúng ta là thế giới. Hãy nói rằng chúng ta cùng loài người. Chúng ta không cần thế giới đại đồng đầy máu và nước mắt. Chúng ta chỉ cần trái tim và tình người để có một thế giới đẹp tươi. Hãy hát rằng, hãy hát rằng chúng ta là thế giới. Hãy nói rằng, hãy nói rằng cùng loài chúng ta cùng loài người. Hãy hát rằng chúng ta là thế giới.